cúng trong chùa, cúng cả trên đường phố. Cửa chùa thanh tịnh thành nơi mua bán ồn ào. Trong đó người ta ghi là cúng sao giải hạn, tức là nó sẽ có. Cúng sao giải hạn nó cũng, bản chất của nó không phải là của đạo Phật. Cầu an mà bất an, linh thiêng thành xuồng xã. Cầu an biến tướng đang làm méo mó văn hóa Việt. Chắc hẳn là những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi cũng gợi lại cho quý vị một phần sự việc đang diễn ra tại hầu hết các chùa trên cả nước những ngày đầu năm mới này, đó là cúng sao giải hạn. Hàng ngàn người tới chùa chen chúc nhau mua lễ cúng, thế nhưng trên thực tế thì đây là cách hiểu và thực hiện hoàn toàn sai, bởi cúng sao là tập tục du nhập có xuất phát từ đạo Nho, đạo Lão, trước nay thì không thuộc đạo Phật và không liên quan gì đến hình ảnh của những ngôi chùa. Lời khấn vang lên chỉ hơn một phút cho một gia đình khoảng 5 người. Bên trên, sư thầy vất vả đọc liên tục với hàng ngàn cái tên. Còn bên dưới, người dâng lễ đầu thì đội sớ, tay thì cúng với phần vàng mã. Rồi lại lần lượt nhét tiền vào thùng, đặt sớ lên bàn, rồi lại lần lượt ra ngoài đốt vàng mã. Người nọ làm theo người kia, thậm chí ngay cả cúng sao là gì họ cũng không hiểu. Nhiều những cái mà mình... nó không may mắn trong năm chẳng hạn, mình giải hạn đi để cho nó cái tư tưởng nó thoải mái, còn thực tế thì cũng chưa biết nó là cái nghĩa là đi theo phong trào luôn. Đi theo phong trào thôi chứ còn thực tế cũng không chỉ một chùa mà rất nhiều chùa, trên mỗi tờ giấy ghi danh đều viết lễ cầu an và cúng sao, nhập hai thành một, biến một thành hai. Vì thế Đức Phật nếu có nhìn thấy, có nghe thấy kêu cầu cũng khó có thể hiểu được. Trong đạo Phật không có cái hạng mỗi người, và chỉ có cái giải nghiệp thôi. Mỗi người đều có cái nghiệp xấu. Chúng tôi cũng giải thích cho mọi người, không phải là cúng các vị thần sao là mình giải nghiệp. Cúng sao giải hạn không phải là văn hóa của Phật giáo, nhưng hiện nay đang được thực hiện tại các nhà chùa với hình thức biến tướng, cúng sao và cầu an. Vậy là đã có sự nhầm lẫn trong tập tục này của nhiều người dân. Tôi tin là đôi khi chính chúng ta vẫn đi làm lễ dâng sao giải hạn hay là cầu an với tâm thế là làm cho có để cho mình yên tâm thôi. Và lợi dụng chính cái tâm lý này mà có hẳn những dịch vụ dâng sao giải hạn đầu năm. Số tiền cho loại dịch vụ này với mỗi người thì có thể chưa phải là lớn, nhưng với số lượng người tham gia khổng lồ thì số tiền thu được chắc chắn là không hề nhỏ. Vô tình đã biến cửa chùa nơi tôn nghiêm thành chốn ồn ào kiếm trác. Ghi danh cúng sao cầu an, cứ mỗi một phiếu như thế này, ngoài số tiền tùy hỷ bỏ vào thùng công đức thì người tới cúng còn phải đóng tiền lễ vật. Phần lễ đã đầy đủ, thế nhưng nhiều người còn cúng cả tiền mặt. Theo nhà chùa, mỗi ngày có khoảng 500 đến 1.000 người đi lễ chùa. Và việc cúng sao giải hạn kéo dài hơn 10 ngày nay. Cúng sao giải hạn thực tế thì mình cũng kèm vào thôi của tín ngưỡng dân gian. Thì cái đó là coi như cũng là hình thức pha lộ, thú nhận như vậy. Việc ghi danh thu tiền ở chùa được thực hiện như một dạng dịch vụ. Đây là hình ảnh phóng viên ghi lại được tại chùa Phước Hải, hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày báo đài lên tiếng về việc cúng sao tại đây, dịch vụ cúng sao giải hạn vẫn còn. Em ơi, cái này mình có phải nộp tiền gì không? Một tờ vậy là 240, là cả năm. Là cầu an riêng và cầu cúng sao riêng hả? Còn tại chùa này, tại thành phố Biên Hòa, việc cúng sao diễn ra công khai. Có cả một bảng ghi sao vận hạn rất to ngay trước đại điện. Người ghi danh cho biết, mỗi ngày cúng, con số ghi danh lên tới 3.000 phiếu. Đây là những hình ảnh nộp tiền để được cầu an cúng sao tại chùa Phúc Khánh, Hà Nội. Còn hơn cả một thứ dịch vụ, vì dịch vụ còn có trả giá và yêu cầu chất lượng. Ở đây phải nói là siêu dịch vụ, vì dù có nộp tiền, khách hàng cũng không biết được chất lượng dịch vụ như thế nào. Đến chốn linh thiêng là khi mà chúng ta cầu mong sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn. Nhưng khi mà những nỗi lo vương vấn vì tranh chỗ, vì xếp hàng, vì tiền bạc đóng góp thì chắc chắn là một sự khởi đầu cho năm mới không mấy suôn sẻ. Cảm nhận đó thì tôi tin là ai cũng có thể có. Và trước cái tình trạng nhiều nơi cả nước cúng sao giải hạn tại các chùa làm sai lệch với nghi lễ cầu an của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, là Phó Tổng thư ký Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin Thầy cho biết là trong giáo lý của nhà Phật thì có cúng sao giải hạn hay không? Trong lời dạy cũng như trong giáo lý của Đức Phật thì hoàn toàn không có vấn đề cúng sao giải hạn. Lành dữ cũng do ta, ô nhiễm cũng do ta, tịnh hay bất tịnh cũng do ta. Hiện nay ở một số địa phương đang thực hiện cái việc cúng sao giải hạn thì có phải là một cái hình thức cầu an biến tướng hay không ạ? Nếu có thì chỉ một số ít các ngôi chùa có những biểu hiện, những cái nghi thức mà chúng ta cho là không phù hợp thì từng bước giáo hội sẽ có một cái hướng làm việc với các cấp giáo hội địa phương để từng bước ổn định và chấn chỉnh lại, để làm sao cho các cái nghi thức đáp ứng cái nhu cầu tâm linh cho đồng bào có niềm tin với đạo Phật, để người ta ý thức được, người ta cầu nguyện mang cái tính chánh pháp, chánh tín để giúp cho họ có một niềm tin trong đời sống, để họ góp phần cho sự ổn định và phát triển của đất nước. Xin cảm ơn Thầy. Như vậy đã là có những hình thức biến tướng. Thế còn theo tín ngưỡng dân gian thì cầu an là hoạt động hết sức giản dị nhưng mang ý nghĩa tốt đẹp. Thường thì không mang tính cá nhân mà là cầu cho cộng đồng dân tộc như là quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà sức khỏe. Và để kết cho tiêu điểm ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với những nghi thức truyền thống của một lễ cầu an. Đây chính là lễ cầu an được thực hiện tại chùa Xá Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đọc kinh Dược Sư theo nghi lễ, phía trước là 7 đàn thờ với 49 ngọn nến lung linh. Nghi thức này đã được thực hiện hàng trăm năm nay và đây cũng là nơi đầu tiên trong cả nước thực hiện lễ cầu an theo hình thức mới. Chùa Xá Lợi bây giờ là không có đến mà coi sao, không có tính tuổi, tất cả đều đến ghi danh để cầu an đầu năm. Là một cái hành động như thế để làm gương cho tất cả mọi người để trở về đúng chánh pháp, bằng cách làm cho nó đúng. Với quan niệm chuyển hóa của đạo Phật, lễ cầu an như thế này đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của người Việt, vừa giúp Phật giáo gần gũi với đời sống người dân. Hiện đã có nhiều chùa ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Còn đây là một nghi thức cầu an được thực hiện tại di tích lịch sử Đình Phong Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hội đình mặc sắc phục cùng với dân làng làm lễ dân hương, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà sức khỏe. Chúng tôi không đặt một cái điều kiện nào, không bắt buộc bá tánh phải cầu an, cầu siêu gì hết. Cái lễ cầu an á, thì theo cái truyền thống của người Việt thì tổ chức, cái nơi tổ chức đấy là tổ chức nơi đình làng, là cái nơi mà thờ vị thần hoàng của làng, tức là thờ cái người mà vị thần bảo hộ của làng, và có một cái sự tham gia của toàn bộ cái cộng đồng làng, từ cái việc chuẩn bị các cái lễ cúng, từ cái việc mà đến chuẩn bị các nghi thức. Tôi cũng xin nhắc lại là cái kỳ yên đấy là người ta cầu cái sự yên lành cho một cộng đồng, trong cộng đồng, cho cả cái làng đó, chứ không phải là cho riêng ai cả. Tại những nơi thờ tự như đình làng, đình chùa, mỗi mùa xuân mới, người dân lại tới để cầu an cho gia đình, cho cộng đồng và đất nước. Theo những nhà nghiên cứu văn hóa, lễ cầu an hay còn gọi là lễ kỳ yên, không mang tính cá nhân mà luôn hướng về cộng đồng, dân tộc.